Xin chào quý vị và các bạn, xin chào cả nhà mình. Hôm nay sáng giờ lu bu rất là nhiều cả nhà mình. Sáng giờ mình nhận điện thoại từ nước ngoài gọi về, có Việt Nam ở trong nước, có nước ngoài, có rất là nhiều. Đâm ra không có đủ thời gian để quay clip cho cả nhà mình xem. Và điện về là nói về cái vụ mấy bé chó ở Cù Lao, Bến Tre, và mấy bé chó của bạn Nhi ở Bình Dương cả nhà ha. Thì mình cũng nói chơi cả nhà mình về nha. Thì hiện tại giờ mình cũng nhận được nói chung là cũng được nhiều tiền của cả nhà mình gửi về nhờ mình đi phân phát ra những chỗ nuôi chó mèo. Nhưng mà mình chỉ nhận được thông tin thôi, nhưng mình chưa nắm được tiền công khai lên cho cả nhà mình biết mình nhận được bao nhiêu nha. Thì như vậy là cũng rất là vui, cả nhà mình khởi đầu rất là vui, rất là mừng. Tặng ông ba, ông ba chứ là mai hả? Là mai thôi. Mai là em nhiều lắm. Cả nhà mình đón xem tiếp. Một hai bữa nữa là mình sẽ công khai cái số tiền của tài sản cả nhà mình là gửi về cho các bé làm sao cả nhà ha. Thì mình cũng xin nói cả nhà mình là vậy. Tất cả những số tiền cả nhà mình gửi về á thì mình sẽ gom lại, chứ mình không có phân biệt ra cả nhà ha. Mình sẽ gom lại là bao nhiêu là cộng lại hết, xong rồi mình sẽ tổng cộng bao nhiêu, rồi mua cái gì bao nhiêu, rồi cho chỗ nào bao nhiêu, ở đâu bao nhiêu, làm cái gì bao nhiêu, thì mình sẽ công khai cho cả nhà mình biết, chứ mình không có phân biệt tiền của người nào đi về đâu, tiền người nào đi về đâu cả nhà ha. Đó là cái chủ yếu của mình, và cả nhà mình cũng đồng ý với mình về cái ý suy nghĩ đó. Thì mình cũng báo cho nhà mình biết ha, hai bữa nữa là mình sẽ công khai cái số tiền của cả nhà mình gửi về chiếc này phụ giúp cho các bé bao nhiêu nha. Và đây một điều quan trọng nữa nha ha. Mình mới vừa nhận được cuộc gọi của một bạn Thí ở Củ Chi, là nghe nói là cũng có một cả 100 bé nữa cả nhà ơi, nghe nói là cũng cứu 100 bé nữa, nhưng mà xưa nay là không có YouTuber rồi đến quay hết để chia sẻ hết, mà chỉ có là bạn đó là chia sẻ trong hội nhóm và chia sẻ trên Facebook. Tham gia là cũng có, nói chung là cũng được một ít phần mạnh thường quân trên Facebook là biết đến và ủng hộ phụ, nhưng mà cũng mới ngỏ lời kêu gọi mình đó là có thể là lên san sẻ được hay không. Thì mình đã hứa là để ngày mai mình sẽ xét lại, nếu như mà cái việc làm của mình nó ổn định á, không có gì vướng bận, thì ngày mai mình sẽ lên trên Củ Chi một chuyến ha. Rồi cả nhà mình đón xem, đồng hành với mình trong clip ngày mai nha. Mình sẽ lên chỗ mới ở Củ Chi và coi các bé trên đó như thế nào, rồi có về để cho mình sẽ đăng tải lên cho cả nhà mình xem chỗ mới nữa ha. Rồi cái chỗ mà ở Bình Dương là chỗ bạn Nhi á, thì thứ hai có thể thôi nha, chưa có ăn trầm trầm lắm. Thứ hai tuần này nè, hôm nay là thứ hai nè, có nghĩa là còn đúng tuần nữa mình sẽ quay lại bạn Nhi, và khoảng cỡ năm ngày nữa là có thể là mình quay về Bến Tre cái nhà ha. Mình để mình nhận tiền của cái nhà mình rồi, mình công khai số tiền của cái nhà mình rồi, mình sẽ quay về Bến Tre, là qua bên cái Cù Lao, cái bầy chó của chị Loan ở bên Bến Tre cái nhà ha. Thì khoảng cỡ 5-6 ngày gì nữa mình đi, mình sẽ thông báo cả nhà mình, mời cả nhà mình đồng hành clip mình ngày mai mình lên Củ Chi cho cả nhà ha. Có 100 bé trên đó mới vừa kêu gọi của mình. Hết hồn nhát này cả nhà, ông ngoại chặt hết hồn nè, đây gặp làm hết hồn, hết hồn nữa. Rồi của con đâu? Đây không hết hồn. Con nè. Thôi đừng cho ly, đúng rồi, quên nhắc mới nhớ. Thôi vậy hàng kia ly ăn á, thôi đừng cho ly ăn luôn, đúng rồi, thôi bụi đi thôi, ly ra một chút cũng là đau đây. Rồi bụi gặm đi. Tỷ đâu rồi? Tỷ ba đâu? Tỷ ngoại đâu? Tỷ sau lưng ba. Tỷ ba đâu? Tỷ nè. Đây.
Tỷ ơi, nào. Qua đây, đây, đây. Tỷ, con này biết ra tỷ ơi. Con chứ không phải là bình không cho ăn đó nha, đang bị rung lai đang già rồi để cho nó mềm mềm thôi. Của con đâu mà con qua đây con ngồi. Em ngồi bỏ đây nè ba. Ơi. Nè. Rồi. Rồi ơi xin là của con đâu, con ngồi đây. Nào, đứng dậy coi. Nè, nè của con nè. Ô, đây. Nè con kia ơi. Đã con đứng dậy, đợi con đứng dậy nha. Hôm nay con làm biến lắm á. Làm biến. Thôi nha muội. Nè lúc kia ơi. Lúc kia rồi đổi, đổi hai đứa đổi. Rồi rồi con này của con. Con của con. Có lúc kia nó bị rỉ re lên chút xíu rồi. Nè qua đây. Tẩy ăn rồi mà. Trẻ cho ngoài miếng. Nhà mình xem ha, để cả nhà mình nhiều khi không biết kênh của con gái mình á, rồi cả nhà mình không vô rồi không thấy mặt các bé, thì giờ để mình lên mình quay kênh, quay các bé mèo cho cả nhà mình xem tí nữa. Còn nếu mà trong cái lúc những cái lúc mà mình đi á thì mình không có quay được, thì cả nhà mình muốn xem các bé nhà mình thì cả nhà mình vui lòng vô xem kênh Nghi Ú Vlog giùm mình nha cả nhà ha. Nghi Ú Vlog và cả nhà mình sẽ thấy, tại vì nếu vậy thì mình sẽ đi ra đường mình quay các bé bên ngoài thì mình không có quay các bé ở nhà mình được. Cả nhà mình muốn thấy mặt các bé, cả nhà mình vô xem clip về Vũ Vlog. Giờ còn một điều rất là quan trọng để xin báo cả nhà mình, cái này là cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà mình là trong những ngày qua mình rất là bận việc, thì mình đăng clip lên là cả nhà mình bình luận, thì mình không có đủ thời gian để mình trả lời bình luận của cả nhà mình. Mình có vô coi từng bình luận hết, mình thả tim cho cả nhà mình, cái như là mong rằng là cả nhà mình hiểu nhờ mình có đọc qua. Chứ còn bây giờ là mình đã đi ra ngoài rồi, mình không có đủ thời gian để trả lời. Giống như bây giờ vậy cả nhà ha, bây giờ mình đăng clip này lên thì hiện giờ là mình, ví dụ bây giờ mình đăng buổi chiều, buổi tối của Việt Nam đi, khuya của Việt Nam đi, hay hoặc là sáng của Việt Nam mình đi, thì sáng mai mình lại giống như ngày mai ha, clip này mình đăng lên, sáng nay mình bắt đầu là mình đi Củ Chi rồi. Có lẽ là mình đi nguyên một ngày luôn, từ em Củ Chi xong rồi mình đi lên đó mình quay clip rồi các thứ, là mình đi hết mất một ngày. Có nghĩa là mình không còn thời gian để trả lời bình luận cả nhà mình nữa. Đó là thật sự là xin lỗi cả nhà mình rất là nhiều. Xin cả nhà mình thông cảm bớt cho mình ha. Rồi thí dụ như mà mình sẽ đọc ra hết, thí dụ như cả nhà mình nào mà muốn hỏi cái gì mình mà cần thiết, thí dụ vậy thì mình vẫn trả lời cả nhà. Còn không thì mình sẽ thay bằng cách là thả tim cho cả nhà mình, là cũng như là mình đã xem tin nhắn, xem bình luận của cả nhà mình. Chứ còn thật sự ra mình đã đi chạy xe nguyên một ngày, đi tới chỗ này chỗ kia nguyên ngày rồi, thì cả nhà mình biết rồi, mình không còn thời gian trả lời bình luận cả nhà ha. Thì cảm ơn cả nhà mình thông cảm cho mình với bạn nói cả nhà ha. Đó là một điều. Còn một điều nữa là mình sở dĩ mà mình không có đăng một cái địa chỉ chỗ nuôi chó lên cho cả nhà mình biết, là vì mình có giấu, giống như vừa rồi á nha ha, mình có lên bạn Nhi ở Bình Dương á, mình có quay cái cảnh từ ở ngoài lộ đi vô tới trong bạn đó, trong đồng mình quay xong hết rồi, xong rồi tới vô trong mình quay bài chó rồi, cái mình nhìn thấy cái cảnh rồi mình suy nghĩ lại là không nên đăng cái này lên. Nếu mình đăng cái địa chỉ lên là tụi bắt chó đó thì nó nhìn thấy được cái địa chỉ thì sẽ nguy hiểm cho đàn chó của bạn Nhi ha, thì làm ra gì chỗ đó mình không có đăng cái địa chỉ lên được, mình chỉ đưa cái số điện thoại của bạn Nhi thôi. Thì hôm nay muốn xin cân nhắc cả nhà mình mấy điều. Thứ nhất là cảm ơn cả nhà mình đã thông cảm cho mình về cái việc bình luận, trả lời bình luận. Rồi thứ hai nữa là mình xin giấu địa chỉ. Thứ ba nữa là cả nhà, cảm ơn cả nhà mình đã đồng hành với mình rất là nhiều, điện thoại về cho mình chia sẻ rồi góp ý rồi đi vui cùng các bé, để mình sẽ nhận được số tiền xong mình và công khai lên cả nhà mình biết nha. Giờ mời cả nhà mình lên xem các bé mèo của mình ha. Tiểu nhị nè cả nhà mình. Anh ông bà cô bác anh chị em trên đó gọi gì, chờ tiểu nhị xíu chị lên tới. Tiểu nhị lên nè. Ai tiểu nhị vô. Vô lẹ, uống ra. Mở đèn lên, mở cửa ra. Mở
Rồi, rồi, phá uống nó đây. Rồi, vô. Mở thêm đèn sáng lên đi. Đâu rồi, ai kêu món gì nào? Anh chị em nào kêu món nào? Có đầy đủ nha. Ai kêu món nào? Có đầy đủ hết. Ồ, xuống hết đâu, có đầy đủ nha. Rồi à. Cái chân tổ. Ồ, ồ. Ồ, anh chàng này đứng lại. Cái nào, cái này của ai đi đi? Dạ, bốn. Cái lượm đâu, cái nào có cái lượm đâu? Bằng nhau hết, bằng nhau hết. Bằng nhau hết này là cái lượm nè. Mấy lượm bánh này làm biến ăn rồi. Đâu bỏ. Tại chị đang chịu đực á nên nó đau đau khó chịu người nó không chịu ăn. Nó đang giống mà. Trời ơi, ốm yếu trong người bị đặt nha. Nha 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 chị nha. Không biến nè. Nè bơ. Bơ. Cái nào của bé đen đâu? Đen không ăn, đen bị đen bệnh không ăn được. Bệnh gì? Đen bị tiêu chảy, không ăn pate được. À. Rồi cái này có ú đúng không? Ú ú ú ú ú ai? Có ai? Ú nè. Ú ú nè. Rồi, ú chê lại đây ăn chung. Chưa ăn. Cái lượm đâu? Lượm ơi nè con, lượm ơi. Lượm ơi chơi lắm. Trời ơi sao chê hết rồi. Mấy lượm sao ít ăn lắm mà chị hai nó ít ăn kìa. Rồi này lúc kia chui vô đó đi. Đang chưa lành chưa thả ra, đừng có thả ra nha. Đang bữa nó lành hay thả ra. Bé lượm nghe nói làm biến ăn kìa nhà. Bé lượm muốn chồng. Bé lượm muốn chồng bé lượm làm biến ăn. Giống nhẹo. Ăn cứ nằm lên hai cái miếng nó lăn hoài luôn á. Nó thèm lắm mà muốn cho ăn. Không dám cho ăn hả? Dạ không, nó bị tiêu chảy. Tiêu chảy thì vô uống thuốc. Mới có ngày 2 ngày để cho ăn hạt. Cho ăn hạt hả? Trời ơi đồ chơi gì quá trời luôn ha, tụi con này giàu dữ ha. Hai ba bữa rồi mới lên mới giờ thấy cả nhà mình nè, đồ chơi đồ sùm hết luôn nè. Trời ơi. Quá trời xe lầu rồi. Mâm đồ chơi này đồ chơi kia, âm kẹ kia cái đó kia của người ta đó nha ông kẹ. Nè. Kìa sau lưng kìa nè. Nói rồi muốn làm gì làm đi. Trời ơi. Của người ta chơi lâu lắm mà chưa hư đó nha ông kìa. Nó ghê chưa? Đó ghê chưa? Chưa. Ú lấy lại. Rồi ú chơi với Lucky luôn. Dữ ha, độ này nhiều dữ ha. Nhà lầu xe hơi đồ dữ ha. Tàu còn gì nữa đâu. Sao tụi nó không ăn hả? Giờ tụi nó không ăn hả? Ăn xong rồi nó vàng, ăn xong rồi bên xong. Vàng, có mình vàng ăn hết à. Vàng cũng không mập cả nhà mình. Hổm giờ đi trực sáng cũng lâu rồi mà mấy vàng cũng không mập rồi cả nhà thấy không? Cho ăn. Con nhốt cái lượm này cho nó ăn lại. Nhốt lại ăn hả? Dạ nhốt lại. Mê chơi quá không ăn mà phải nhốt lại mới ăn hả? Nhưng mà con mới dọn lại sạch sẽ nhưng mà nó cứ đi thả ra ngoài không chịu ăn. Đi ơi. À sao không đem chú Tài lên chơi? Bé đen chưa thả ra được hả nhà ha, ít bữa nữa.
một hai ngày nữa bảo vệ cho báo đen cho tốt rồi mới thả ra, chưa lành hẳn. Lũi vô giống như mấy vàng đi, nó cắn cho thấy, nó u tán cho thấy cái cảnh. Cái nhà đồ chơi nó dở ghê không, mới đó mà sụt xịt hết trơn, dặn vô cũng sụt ra tại gián ép. Rồi vậy là hôm nay mình quay các bé cho cả nhà mình xem cho vui ha, đầy đủ các bé nhà mình đó cả nhà ha. Ngày mai nữa là mình đi lên Củ Chi chỗ mới cả nhà. Cả nhà mình đón xem clip ngày mai về mình ha, coi cái chỗ mới bạn Thủy này trên Củ Chi nuôi cả trăm bé kêu gọi mình như thế nào nha. Thì trước mắt ngày mai mình sẽ tặng thức ăn cho các bé trên đó. Rồi mọi chuyện tính sau cả nhà ha. Thôi đen còn bệnh thở chi. Đó vàng lượm ăn ở nhà đúng là thiệt á, nhốt mới ăn, ở ngoài mà thả ra ngoài mê chơi không ăn, ở ngoài cho ăn không ăn, lo mê chơi, nhốt lại mới ăn. Bệnh hoạn không lo rồi đâu, muốn chồng nữa chứ nản ghê. Giờ bắt đầu ăn rồi thiệt cái chứ, cho ăn thì không ăn rồi bắt đầu ấy, rồi bây giờ đứng ăn, ba đứa ăn luôn lúc luôn, rồi lúc kia liếm được mấy liếm thì bỏ đi. Vàng có mình vàng ăn hết à, vàng ăn dữ lắm luôn mà không mập. Nó hung quá, hung quá không đi. Rồi vậy mình xin khép clip lại cả nhà ha. Cuối clip thì xin chúc cả nhà mình sức khỏe nha. Cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà mình ha. Hẹn cả nhà mình trong clip tiếp theo. Cả nhà mình nhớ đón xem clip ngày mai mình đi lên Củ Chi nha cả nhà ơi. Ba đẹp gái. Rồi ông kẹ kia ta ăn xong rồi giờ đi liếm kìa. Vàng ơi, Vàng ơi, lâu quá là không có lên thăm Vàng hả? Không giờ mấy ngày rồi ba không có lên thăm Vàng. Rồi lượm ăn hết luôn rồi kìa. Hết rồi. Đó, hết luôn rồi, xíu nữa hả? Ăn xong thì đã chơi.